Hello, ngày mới xin chào cả nhà nha. Ngày mới cũng xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha cả nhà. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bảy trúng lớn nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm bảy gắn nữa cả nhà. Nay mình rút cái luồng sao Nghĩa Trang cả nhà. Rồi thăm thất quá cả nhà ơi. Thăm không trúng gì hết. Thăm chiến đường con hai con à. Lớp chuột mắt nữa. Giờ mình rút mình đi đặt dấu khác cả nhà. Xem bữa nay có dính nữa không đây. Rồi mình chuyển camera cho cả nhà cùng xem đồ nghề của mình luôn nha. Rồi, đây là đồ nghề của mình cũng như thường ngày vậy thôi cả nhà. Chuột túi lưới lúa nha cả nhà. Rồi, mình tới cái bãi đầu tiên mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem ha cả nhà. Rồi tới cái bãi đầu tiên luôn cả nhà, mình mời cả nhà cùng trải nghiệm đi thăm bãi gắn với mình ha, xem hôm nay có thành quả gì không. Cho mấy bữa nay thăm hơi bị thất hơi nhiều cả nhà, lỗ chuột luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem thấy thích thấy hay cả nhà cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cả nhà, mình chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Rồi cái bãi đầu tiên của mình bay mất tiêu rồi cả nhà ơi, còn có cái manh bao không à, mất rồi cả nhà. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tới cái thứ ba của mình đây luôn cả nhà, bãi ngon lắm ở đây à, đánh không có gắn. Rồi cái thứ ba à, có phần nha cả nhà, rút lại cái dính nè, đây phần lớn này cả nhà, nặng không, cũng nhỏ thôi nha. Trời ăn mới vô xử con chuột bụng ốc nóc luôn. Cái thứ ba có hàng đó nha, con này tầm 2,5 lạng cái nha. Rồi mình ốp máy luôn cái nha. Rồi tiếp tục đây mình có con cái luôn cái nha, cái này chỉ rồi thăm dính được con hành ba cái nha, 3 lạng mấy hành nhỉ chứ không lậu, có phân bổng gì không. Rồi chuột nguyên sinh rồi cả nhà, bãi ngon hết sức à, ốp máy luôn. Rồi, tiếp tục ở đây mình có 1 cái luôn cả nhà, này sảy từ sảy con gắn tới giờ hết thấy vô luôn, chuyến này nó cũng không có vô luôn. Ồ có phân cả nhà, đây đợi cuối cùng nó cũng dính cả nhà, nó nhẹ nè cả nhà. Rồi em hành mini nữa cả nhà. Rồi mình ốp máy luôn cả nhà, tiếp tục ở đây mình có 1 cái luôn cả nhà, hành sảy mình neo tới giờ mà dính con hành nhỏ xíu cả nhà, chán thiệt chứ, tưởng đâu sảy hành lớn chứ. Mình sao thấy rồi bu à, rồi bu rồi bu gì, một là chuột chết, hai là gắn chết cái nhà, không có cảm giác. Ủa chuột còn mà sao bị bu ta. Rồi mình ốp máy luôn cả nhà. Rồi trong này mình có 1 cái luôn cả nhà, cái luồng này mình thăm chứ mình không có rút nha cả nhà. Này chuyến gọi dính được con hành nhỏ xí mình thả chuyến này à, có phần cả nhà ơi, nặng không, đừng nói con đó vô nữa nghe. Rồi con này vô nữa cả nhà, đúng là nó thiệt, chuyện này anh xử em luôn rồi. Rồi ốp máy luôn cả nhà, chút mình bắt ra cả nhà. Tới cái luồng bẫy mới của mình luôn cả nhà, trống lỏng luôn à, có hàng gì không này. Rồi chuột còn cả nhà, trong này mình có 1 cái luôn cả nhà, nãy mình đi mình thấy dấu đồng nghiệp rút bẫy ra đổ luôn đóng luôn cả nhà, vậy là đây có đồng nghiệp đánh rồi.
Vậy mà mình nói cái đây cái luồng mới của mình đó cả nhà, nông nghiệp đánh gọi có vài hàng gì thăm không có cả nhà, thăm hai cái chết quất mấy nay cái mình nhớ que luôn cả nhà, chuột còn cả nhà. Tiếp tục đây mình có một cái luôn cả nhà, chỗ ruộng ta đang đi ruộng ngoài có vườn ngô cả nhà, vườn bắp chứ này chứ rồi cũng dính được em hành nhầy năm lặng mấy. Có hàng nữa cả nhà ơi, nặng rồi, nặng rồi, con gì đây? À, được con hẹo cả nhà. Heo. Ôi, con đô hành chứ. Ngày này cũng vô chắc lâu rồi cả nhà, chuẩn bị lột rồi. Ngày tầm 9 lạng cả nhà. Rồi mình ốp máy một chút tới chỗ kia mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình có con cái luôn cả nhà. Lấy lúa rồi đó. Tay giờ đứng giùm nhìn với trời. Thì ông có hàng hành cái gì khủng khủng coi. Rồi, hiện tượng giống chuột chết rồi. Sao nặng ta? Còn gì đây? Nặng cái nhau. Dữ lắm mà cái nhau. Em hành cái nhà. Quá đã quá phê. Không biết mấy con đây. Thấy nó cũng nhỏ sao mà nó nặng dữ. Xuống ở nhà ơi, dính kiền luôn. Hai con lượt luôn cả nhà. Một hèo một hành luôn nè cả nhà. Quá đã. Rồi để mình ốp máy mình bắt đặt bẫy cua lại nha cả nhà. Mình đi tới đây mình thấy nó mới quá trời luôn cả nhà. Lên trắng hết trơn luôn cả nhà. Quá trời nó mới luôn. Quá trời à. Nó vô luôn rồi cả nhà. Nó lên nó dưới nó trắng hết trường cả nhà. Này bẻ chắc cỡ một thúng luôn á. Trắng luôn. Quá trời. Thì dài đó nó trắng hết trường luôn cả nhà. Dài đó. Dưới này luôn, gốc dừa đó cũng có luôn cả nhà. Quá trời rồi, chút hồi mình ra thăm bãi sông ra mình nhổ về cả nhà. Rồi, bây giờ mình mở túi lưới ra nha cả nhà. Bây giờ mình bắt gắn nè. Nãy giờ chạy xe tới đây mình bắt con đầu tiên ra đây. Nha, mấy cái chiếc dính hành nhỏ nhỏ không có nhà. Đây cái nhà, con đầu tiên nha cái nhà. Này à. Được con chuột rồi cả nhà. Để nó cũng vô ăn chuột hay sao ta. Chạy yếu rồi, hết nhỏ đi sao ta. Con thứ hai. Thứ ba của mình nha cả nhà. Cái này mới tới hàng khủng nữa cả nhà. Cái này nếu mà một con là tầm 1 ký, hơn 1 ký luôn cả nhà. Anh mở ra coi phải nó cặp hơn con.
hy vọng là một con nha cả nhà. Rồi cặp luôn cả nhà. Hàng gì nó nặng dữ nặng luôn cả nhà. Bích lợp mình thấy hơi nhỏ, mình chắc nghi chắc hai con này chạy cặp luôn cả nhà, sướng. Tưởng đâu con chứ con là nằm từ ký mấy luôn, hai con, hai con cũng ok cái nhà, cũng mừng. Hôm sáng giờ lúc 7 dính toàn mini không, mất thêm cái nữa chứ. Bích lột cứng ngắt luôn cái nhà, con đỏ con đen cái nhà, hai màu nhà cứ con ba con tất cả biết hai em một nhì một nhất cái nhà không. Đây. Em này nhì em này nhất, em này tầm 6 lạng cái nhà, 6 lạng mấy sướng. Hàng gì nó nặng mà mình nhìn thấy nó thanh nó nhỏ đó, đã sướng cặp luôn. Rồi tới em hẹo luôn. Vô lâu rồi hèo này, cái đầu thừa lừ nhôm luôn. Này tầm 800-900 gram đó nha. Ốm. Đực mà ta. Sướng đó nha. Này mập đoàn ký, hơn ký khỏe luôn. Ốm quá trời ốm. Này heo đực nha cả nhà. Rồi mình ốp máy luôn nha cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình có con cái luôn cả nhà. Ngồi ta lần nào lại cũng trống lỏng vậy. Không lẽ có ai lại thăm rồi cả nhà ơi. Hôm trước bắt gắn mình hay sao á. Ồ nặng ta. Con gì đây? Ôi con ngựa cả nhà ơi. Đây. Rồi chút mình bắt nó ra luôn cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình có con cái luôn cả nhà. Vô gần tới nhà người ta mình nói chuyện hơi nhỏ nha cả nhà. Khúc này nhà nhiều lắm. Không bỗng gì không. Có một chuột thương sinh luôn. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Ở đây mình có con cái luôn cả nhà. Bên kia có nhà người ta cả nhà. Trắng trắng. Ở trong này cũng có nhà luôn. Cái này chứ chiến đầu dính, hai chiến đầu dính được con hành này cả nhà, hành nhì nhì sao đây. Ủa, con này chọn còn chuột cả nhà. Rồi ốp máy luôn nha. Rồi đây trong này mình có con cái luôn cả nhà, chiến đầu thăm
dính được con hành ký mấy ký mốt, cái sau dính con hành bị chuột xử cả nhà. Hành nó cũng bự lắm, bị chuột xử. Chiếc này dính ngựa nữa cả nhà, có hàng luôn. Đây dính ngựa cả nhà, đã bá luôn. Con này 6-7 lạng cả nhà. Rồi mình ốp máy ra mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi mình bắt ngựa ra đây. Mới dính hồi nãy. Tiếp tục mình đây con cái luôn nha. Rồi có phần luôn rồi nha, phần trắng phiếu luôn rồi nha, nặng không, ủa nhẹ, cũng nhẹ quá nha. Rồi thêm hành mini luôn đây. Hành ba rồi mình ốp máy luôn cả nha. Đây mình có con cái luôn cả nhà. Ở nhà người ta đắng đó nha. Tại mình chỉ cái này chiên chưa không biết xảy hay là cái gì. Mà mấy chiếc này hết thấy, hết thăm, hết thấy dính luôn nha. Rồi chuột nguyên sinh luôn cả nhà. Rồi mình ốp máy luôn cả nhà. Tiếp tục đây mình có con cái luôn cả nhà. Ngoài đằng ngoài ta ngoài giường đi uổng đó nha, nó nhỏ nhỏ thôi, nhận thấy phân ta uổng que cái nha, chuột con đó nha. Đây mình có con cái luôn cái nha, nhìn từ đây đi thấy trong lỏng. Rồi hồi nãy mới thấy chuột chảy gì ta, chuột mới chạy cả nhà. Bãi ngon quá mà không có gắn ta. Rồi mình ốp máy luôn cả nhà. Rồi tới cái bẫy tiếp theo của mình luôn nha cả nhà. Cái bẫy này mình mới chăm không à, cái luồng này mình mới chăm đâu 2 cái rồi cả nhà. Đâu đây, mới thăm chiến đầu còn hơi lộng cộng nha. Ở đây bẫy ngon quá mà sao không thấy gắn, có gì không đây, có cảm giác gì hết trơn nha. Nặng cả nhà, nặng mà không thấy thân. Có lý, ngon ngon
nặng mà không thấy phân ở nhà ơi. Con gì đấy? Khui. Ây da. Bánh mì nữa cả nhà. Không thấy phân. Đây. Bánh mì vàng éo. Sao mờ vậy ta? Ở đây cả nhà. Rồi mình ốp máy mình thăm cái kia mình đắt ra luôn cả nhà ơi. Rồi. Tới cái tiếp theo luôn cả nhà. Cái này cũng mới chạy nền nữa cả nhà. Nó chạy nền hồi nãy dính con ngựa rồi. Ủa, cũng thấy phân bọng hết trơn. Cũng hình như nhẹ nữa nha. Chuột nguyên sinh chứ. Rồi mình ốp máy luôn cả nhà. Tiến hành bắt cán ra luôn cả nhà. Bữa nay dính toàn hành mini không cả nhà. Hành mini quá trời. Bắt thì không có đủ, không có tiền chuột. Phải bắt thôi. Dơ quá, em hành này. Em heo làm ghê quá cả nhà ơi. Toàn hành mini nhiều. Nên chúng hành mini với ngựa. Bữa nay cởi ngựa rồi cả nhà ơi. Ba con ngựa hơn 2 kg mấy rồi. Mới vô bữa đầu luôn đó nha. Bịch lọp. Lọp này mình làm 7 9 9 10 nha cả nhà. Nó 7 7 9 7 9 10. Con này cũng muốn lọp hết nha. Dạ. Khủng con vô vô. Rồi kéo nó ra luôn. Trời con ngựa này cái mát máy luôn cái nhà. Vô lâu rồi ngựa này. Chính lạng. Tiếu phí cái nhà. Ngựa dở quá. Mình còn cái bẫy nữa nha cả nhà. Cái bẫy nữa hết luồng bẫy nha cả nhà. 4 kg máy á. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tới cái cuối cùng của mình luôn nha cả nhà. Này chuyến rồi mình thăm dính được con hành nhì cả nhà. Trời mưa. Này sao đây. Ủa, em hành nhất cậy. Không thấy phân. Chắc chuột nguyên sinh quá. Mất con chuột luôn cả nhà. Rồi mình ốp máy luôn cả nhà. Mất chuột không biết nguyên nhân luôn. Không thấy xác chuột luôn. Mình xin chào cả nhà nha.
Nãy giờ mình thăm gồi luồng 7 đó nha. Nãy giờ bé nó mới được nhiêu đây cả nhà? Ừ, già hết trơn cả nhà. Bự bự không cả nhà, nó mới này tốt quá. Nó còn nhóc hết trơn mà nó già không cả nhà. Khô hết trơn. Rồi lớp bị sâu ăn nữa cả nhà. Rồi mình tổng kết thành quả hôm nay cho cả nhà cùng xem luôn nha cả nhà. Hay gắn mình trúng rồi cả nhà ơi. Một túi luôn. Toàn sủ nhi với ngựa. Đâu được ba, hình như ba bốn con ngựa gì hết cả nhà. Ba hay bốn con quên mất tiêu luôn rồi. Được em hành này chắc cũng vui nhất được cái nhất đó nha. Được em hành nhất à, hành nhì. Em một túi luôn đó nha. Bên này trúng mánh luôn. Bên này cậy ngựa đã luôn à. Ngựa với hèo. Như ba con ngựa một con hèo đó nha. Là tầm 4 kg à. Nó lộc tầm 2 kg mấy 3 kg đó. 3 kg con ngựa gần 3 kg à. Này túi này 4 kg mấy đó nha. Này mình trúng mánh. Mà chuột mình lấy đi 18 con, giờ còn 7 con, hết 11 con như thế nha. Chứ chiếc này chuột nó cũng ít hao cái nha. Cũng đỡ mới một phần. Vô đường cập hành này cũng ngon đó nha. Hôm nay biết được nhất không đây? Chắc nhất là xiển luôn. Tầm 600 là chắc ăn rồi đó nha. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye.